Xin chào toàn thể các quý khán giả yêu quý của kênh DVH Audio. Hôm nay thì đội của mình thì có chuyến đi Vân Tảo Thường Tín Hà Nội đấy. Hôm qua thì vừa quay clip lên cho các bạn xem ấy, thì anh Tuấn ở xã Vân Tảo này, anh có lấy một bộ thì mình quay clip lên thì anh ưng luôn và bảo nay nó xây trong song song thẳng trông chắc chắn là cùng một nhà thầu luôn. Anh ấy ok luôn. Và bây giờ thì đội của mình đang mang đồ loa đài thiết bị xuống Thường Tín để lắp cho anh Tuấn. Hôm nay thì phải nói là thời tiết Hà Nội thì khá là đẹp, nói chung là mát mẻ, không đẹp so với những ngày đẹp trời hẳn, nhưng mà tuy nhiên là trong cái thời tiết mà nóng lực như thế này thì chỉ cần mát thôi là mình đã thấy đẹp rồi. Hà Nội thì nhiều mây, nguy cơ có mưa thì rất là cao. Đấy, anh em đi VH đi thì cũng phải mang chăn, mang đệm, rồi còn che chở loa đài tránh mưa ướt. Thì bên mình đang hai anh em mình với cả anh Hiên thì đang ở đường cao tốc trên cao. Lát nữa thì sẽ rẽ ra cái đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đấy nó gọi là gì? Vinhome. Vinhome sao biết? Cái gì chả biết, nó ở trong quần thể của Vincom ấy. Đấy là Vincom, sao em cũng biết nhỉ? Cái này mấy cái nhà đấy trông xây cũng cảm vết đều tắp tắp. Nhưng mà mình nói nhà nào mà trên nóc kia mà phải cháy nhà ơi mệt. Thì ví dụ như làm cái thang cháy nhà mình chạy băng thang nhảy ra nhà hàng xóm. Nhảy ra nhà hàng xóm được đấy. Anh em mình đang bàn với nhau là bảo là lỡ mà có mưa ở mấy cái nhà mà ở trên nóc kia các bạn ạ, thì ví dụ như là chẳng may mà một cái tòa nhà mình đang ở mà nó cháy thì đầu tư một cái thang thật là dài thôi để bắc thang sang tòa hàng xóm, chạy sang hàng xóm chơi chơi chán rồi cứu hỏa xong rồi lại về. Chắc là cũng thoát đây nhỉ, tòa nhà to gì thì thông đều nhỉ. Rồi bây giờ thì anh em mình đang lái xe, lát nữa tới nơi thì sẽ quay clip tiếp cho các bạn xem. À, hoa hoa phượng đẹp quá này. Đấy, đúng là mùa hè mùa của những tiếng ve, mùa của hoa phượng. Mình ở Hà Nội nhưng mà cũng như thành phố hoa phượng đỏ ấy. Sắp giống thành phố hoa phượng đỏ rồi. Đây nhiều hoa phượng chỗ này. Có cái thằng kia nhỉ? Đây rồi anh em ạ. Mình vừa đến nhà bạn Tuấn. Hôm qua không biết thì tưởng làm anh, đến nơi thì thôi cho bạn ấy nhận ngay làm em. Đây, nhà có con chó béc này to đại tướng. Con này thì nghe có vẻ không thân thiện rồi lắm. Từ lúc anh em mình đến là nhảy lòng quần hết cả lên. Bê nguyên cả cái dàn máy hôm qua đến. Loa đây, loa vừa nhấc vào. Anh nhìn vừa nhấc vào trong nhà. Đây, chủ nhà đây, Tuấn chủ nhà. Đấy, nụ cười rất là xinh, rất là nhiều răng. Nhà đó có sẵn một đôi loa Martin rồi. Đôi loa Martin với đôi lời. Trong góc có một quả trầm. Ở đây bây giờ anh em mình sẽ lắp. Bây giờ sẽ lắp đặt, rồi sẽ set up. Lát nữa sẽ quay clip tiếp cho các bạn xem. Đây, các bạn cắt cả tủ đây. Đấy, lấy máy cắt tủ. Dám khẳng định với các bạn luôn là mấy cái ông đóng tủ ấy là mấy cái ông không chơi loa đài các bạn nhé. Họ mà chơi loa đài thì chắc chắn là họ đã để sẵn cái khoang chống phía sau rồi để cho mình lắp đồ, lắp cục đẩy. Và đây là thấy một cái điểm. Đấy, treo ở chỗ đồng mía ấy, trên cái cửa này. Trên với cả khoang dưới nó không thông với nhau, họ làm kín luôn. Đây là đặt micro lên phía trên là phải luồn dây ra phía sau mới xuống được khoang dưới. Đấy, mấy ông đóng tủ này. Không chơi loa đài. Đấy, may là cũng có máy, may là nhà cũng có máy thì là lấy máy ra để cắt. Và bây giờ đang trong cái đoạn nắn sửa cắt nốt.
Yeah, boy.